Vâng, và lời đồng ý đầu tiên cho phép Huyền Trang xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương nhất ạ. Vâng, và trong cái tiệc ngày hôm nay, Huyền Trang xin chúc cho đôi tình lầy tình nhân chúc năm tình miên mạng sẽ tốt bạc đầu nghĩa phù thê, và chúc cho toàn thể quý vị quan khách có một buổi tiệc thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Vâng, và để mở đầu chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay, Huyền Trang xin gửi tặng đến toàn thể quý vị một nhạc phẩm sáng tác của Ngọc Sơn, nhạc phẩm được bên tên khúc Tình Nồng. Xin vị cùng lắng nghe.